Những lúc bản thân thấy vất vả, bạn hãy tự nói với mình rằng: sói đi ngàn dặm để ăn thịt, người đi ngàn dặm để ăn cỏ. Cá sống khi bơi ngược dòng, cá chết mới thuận nước trôi xuôi. Đạo lý trên đời cũng là như vậy. Có một câu khiến người ta cảm thấy vô cùng tán thán: cuộc sống có phải thật sự mệt mỏi? Mệt mỏi là đúng rồi, thoải mái chỉ dành cho những người đã khuất. Đường đi dễ dàng là đang xuống dốc, khó khăn là bởi vì bạn đang lên dốc. Khổ mới là nhân sinh, mệt mỏi mới là công việc, biến hóa mới là vận mệnh, nhẫn nhịn mới là từng trải, cho đi mới là trí tuệ, tỉnh lại mới là tu dưỡng, buông bỏ mới chính là đạt được. Nếu như lúc này bản thân cảm thấy vất vả, thì hãy tự nói với mình rằng đường đi dễ dàng chính là đang xuống dốc, mệt mỏi bởi vì bạn đang lên dốc. Vất vả mệt mỏi chính là khởi đầu của thành công, vì thế hãy cố gắng lên bạn nhé. Like và chia sẻ video để làm động lực mỗi ngày.